Phi Nhung Mạnh Quỳnh hơn 20 năm tri kỷ trên sân khấu. Từng kết hợp biểu diễn cùng nhiều nam ca sĩ trên sân khấu, nhưng tri kỷ âm nhạc của Phi Nhung phải kể đến là Mạnh Quỳnh. Phi Nhung Mạnh Quỳnh được biết đến là một trong những cặp song ca ăn ý nhất của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero. Mạnh Quỳnh từng chia sẻ rằng Phi Nhung là người bạn thân thiết ngoài đời của anh, là bạn diễn, là người tình sân khấu Mạnh luôn trân trọng. Hơn 20 năm tri kỷ, từ đây sân khấu vĩnh viễn vắng bóng một người. Quen nhau từ năm 1995, nhưng phải đến năm 1999, thương hiệu cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh mới ghi được dấu ấn sâu đậm trong tim khán giả. Trong ký ức của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung bước chân trên con đường ca hát khi Mạnh Quỳnh vẫn còn là trợ lý cho một trường học ở Mỹ. Anh vẫn nghe Phi Nhung hát và say mê giọng hát ngọt ngào của cô con gái nhỏ. Sau này bén duyên với âm nhạc, gặp nhau ở phòng thu, cả hai cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Phi Nhung từng kể trong ký ức ngày đầu gặp, Mạnh Quỳnh ốm nhách ốm nhơm. Phi Nhung thích con trai mạnh mẽ, đánh võ ốm yếu như ông Quỳnh là không được. Còn Phi Nhung cũng chẳng yểu điệu thuộc nữ, không phải gu của Mạnh Quỳnh. Chẳng ai ngờ, cặp đôi ấy sau này trở thành huyền thoại trong dòng nhạc trữ tình. Cơ duyên gặp gỡ và nên duyên âm nhạc của cả hai bắt đầu khi cả hai song ca trong một liên khúc tại chương trình ca nhạc ở Canada. Ở một số đoạn, Phi Nhung quên lời và được Mạnh Quỳnh nhắc một cách tinh tế. Phi Nhung ấn tượng với Mạnh Quỳnh từ đó. Diễn cùng nhau trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ, trong và ngoài nước, sự kết hợp ăn ý mùi mẫn của Phi Nhung Mạnh Quỳnh khi thể hiện các ca khúc liên khúc Thành Phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Lại Nhớ Người Yêu, Sầu Tím Thiệp Hồng, Hai Đứa Nghèo là điều khó có cặp đôi nào có thể làm được. Trên sân khấu, khi họ là cặp tình nhân, khi họ là vợ chồng, lấy đi bao nụ cười nước mắt của khán giả. Mùi mẫn trên sân khấu là vậy, nhưng Phi Nhung từng hài hước chia sẻ: xả vai rồi thì mạnh anh đi, đường em bước. Ngày hay tin người tình sân khấu nhập viện điều trị từ nước Mỹ xa xôi, Mạnh Quỳnh cùng các đồng nghiệp nguyện cầu mong nữ nghệ sĩ kiên cường vượt qua đại dịch bệnh. Cố lên, bạn nhé, ta còn nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại. Mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều chông gai vất vả. Hãy mạnh mẽ và kiên cường như chính cuộc đời của bạn. Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn. Cánh lan tím vẫn nhẹ nhàng, tươi nở, dù cuộc đời mưa gió vẫn triền miên, Mạnh Quỳnh chia sẻ. Trong một lần gần đây nhất, khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của Phi Nhung Mạnh Quỳnh là vào cuối tháng 2, 2021, trong đêm nhạc Chuyện Ba Người. Chương trình có sự tham gia của ba danh ca trong dòng nhạc bolero như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Tại đây, Phi Nhung làm cho khán giả Hà Nội thổn thức bằng những ca khúc như Trộm Nhìn Nhau, Chuyện Đó Hồng, đặc biệt liên khúc Nhẫn Cưới được Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung tái hiện sau tròn 20 năm, khiến không ít người rưng rưng nước mắt. Hôm nay, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau thời gian dài chống chọi với Covid, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp, người hâm mộ đã để lại ảnh đại diện màu đen như một lời vĩnh biệt. Trước đó, vào tháng 7 năm 2021, ca sĩ Phi Nhung đã có kế hoạch về Mỹ để đoàn tụ với con gái, nhưng nữ nghệ sĩ đã chọn ở lại Sài Gòn. Quản lý ca sĩ Phi Nhung cho biết, chị chọn ở lại Sài Gòn vì Sài Gòn đang tổn thương như thế này. Nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không ái nái. Thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phi Nhung cùng nhiều nghệ sĩ liên tục tham gia thiện nguyện, mong phần nào san sẻ khó khăn với người dân thành phố. Nữ nghệ sĩ đóng góp quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo, nhu yếu phẩm đến người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương, mang đến những bữa ăn cho người vô gia cư. Trong quá trình làm thiện nguyện, dù rất cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm hàng tuần, nhưng rồi chị nhiễm bệnh không rõ nguồn lây. Mạnh Quỳnh mất đi người bạn thân thiết, sân khấu từ đây vắng bóng một nghệ sĩ tài hoa. Mạnh Quỳnh là vậy, lúc nào cũng luôn muốn bảo vệ và che chở cho Phi Nhung. Trước đó, trong khi Phi Nhung đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy,
cô đã chiến đấu từng ngày từng giờ để giành lấy sự sống, thì có nhiều kênh YouTube, nhiều cá nhân đã nói không hay về Phi Nhung. Lập tức Mạnh Quỳnh lên tiếng để bảo vệ Phi Nhung. Bên cạnh những lời cầu nguyện cho người bạn diễn lâu năm, Mạnh Quỳnh mong muốn các trang mạng, kênh YouTube không đăng những thông tin thất thiệt về Phi Nhung, nhằm lan tỏa năng lượng và niềm lạc quan đến ngôi nhà trong ngày đầu. Trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ ca khúc đang thực hiện Anh cầu mong quê hương Việt Nam và thế giới sớm qua cơn đại dịch, đồng thời tiếp tục cầu nguyện cho người bạn diễn lâu năm của mình sớm hồi phục sức khỏe. Bên cạnh đó, anh mong các trang mạng, kênh YouTube không đăng những thông tin thất thiệt về Phi Nhung, Mạnh Quỳnh để lừa những khán giả vô tư. Anh nhấn mạnh đây không phải là thời điểm để kiếm tiền hay lấy view. Kính mong khán thính giả và mọi người, nếu thực sự yêu thương Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, thì hãy tận tường sự việc trước khi tin và bình luận vào những trang mạng, những đơn vị này nhé. Mến chúc khán giả một tuần mới an lành, Mạnh Quỳnh chia sẻ thêm. Phi Nhung, Mạnh Quỳnh là bạn diễn ăn ý trên sân khấu, ghi dấu ấn trong tim hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Nhắc đến Phi Nhung thì không thể không nhắc đến Mạnh Quỳnh. Và nhắc đến Mạnh Quỳnh, người ta nghĩ ngay đến Phi Nhung. Mạnh Quỳnh chia sẻ, Phi Nhung lúc nào cũng như bó hoa để tôi nâng niu. Tôi hứa với Phi Nhung năm nay về Việt Nam trình diễn Tết cho bà con và trải nghiệm không khí Tết. Vì đã đi 28 năm, chưa lần nào diễn trong dịp Tết Nguyên Đán. Đáng lẽ tôi về một tháng trước, nhưng dịch trở lại nên tôi quyết định đợi sau Tết. Tôi quyết định tận dụng 2 tuần còn lại để làm một số công việc riêng tư và các dự án bị đình trệ. Năm ngoái những sản phẩm MV, những chuyện phim, ca nhạc đều bị bỏ dở. Phi Nhung có nói làm gì thì làm, cũng phải dành một ít thời gian để làm một mini live show để khán giả tới xem. Tôi và Phi Nhung sẽ có một buổi biểu diễn ấm cúng tại phòng trà về chủ đề nhạc sĩ Lam Phương. Có lẽ đó là mini show cuối cùng của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.